chào khán giả của Audio Hà Nội TV. Thưa quý vị, âm thanh trung thực là mục tiêu mà một audiophile chân chính thường hướng đến. Trong số phát sóng lần này, Audio Hà Nội TV mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một mẫu loa center có khả năng tái tạo những âm thanh vô cùng chân thực, tự nhiên, sẽ mang lại những trải nghiệm xem phim hấp dẫn cùng với mức giá mềm mà bất cứ audiophile nào cũng có thể sở hữu. Thiết bị được nhắc đến ở đây chính là loa center Emotiva Emotive C1 do thương hiệu Emotiva đến từ Mỹ sản xuất, và Audio Hà Nội TV sẽ giúp quý vị hiểu được Hi-Fi thật sự là thế nào. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong mọi hệ thống xem phim từ chuyên nghiệp tới tại gia thì loa center là một phần không thể thiếu, quyết định phần lớn đến chất lượng âm thanh của toàn bộ hệ thống. Chính vì thế, dù ở mức đầu tư thấp hay cao thì các audiophile luôn cố gắng tìm kiếm cho mình một sản phẩm chất lượng. Tin vui cho người dùng tại Việt Nam khi thương hiệu Emotiva của Mỹ chính thức góp mặt với những thiết bị âm thanh chất lượng cao mà giá cả rất phải chăng, được phân phối độc quyền tại Audio Hà Nội. Và Emotiva C1 là mẫu loa center chất lượng đáng để người dùng đầu tư ở phân khúc Hi-Fi. Loa Emotiva Emoti C1 là một trong hai mẫu loa center thuộc dòng loa Emoti do Emotiva sản xuất. Tương tự như các sản phẩm cùng dòng, mẫu loa center này cũng có tạo hình thùng loa khá độc đáo, khỏe khoắn và bắt mắt. Thùng loa được thiết kế hình hộp chữ nhật nằm ngang, đây là thiết kế truyền thống của loa center. Bên cạnh việc thùng loa được làm từ gỗ HDF cực kỳ chắc chắn để chống rung, mặt trước của loa cũng được làm từ tấm gỗ HDF với độ dày lên tới 25mm. Mẫu loa center Emotiva Emoti C1 này còn có những đường cắt phát ở mặt trước, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ, vừa giảm hiện tượng nhiễu xạ, vừa ngăn tương tác âm với môi trường trong phòng. So với Emotiva Emoti C2 cùng dòng, Emotiva Emoti C1 có kích thước nhỏ gọn hơn một chút, với chiều cao 212,7mm, chiều rộng 520,7mm, chiều sâu 209,6mm và cân nặng 8,4kg. Không có nhiều lựa chọn về màu sắc cho người dùng, nhưng với màu đen đã giúp cho loa Emotiva Emoti C1 có thể dễ dàng hòa mình vào mọi thiết kế nội thất căn phòng. Emotiva Emoti C1 là loa center 3 đường tiếng, được trang bị hệ thống 4 củ loa, cung cấp khả năng đáp tuyến chính xác giải tần số từ 50Hz đến 28kHz. Nhà sản xuất đã sử dụng một củ loa Ribbon Twitter có màu vàng khá đặc biệt để xử lý giải âm cao. Âm trung do một củ loa midrange đường kính 76,2mm đảm nhiệm, trong khi âm trầm sẽ do hai củ loa woofer ở hai bên phụ trách. Sự đầu tư của nhà sản xuất Emotiva được thể hiện rõ nét ở việc sử dụng củ loa Ribbon Twitter, bởi chi phí sản xuất củ loa này khá cao và mất rất nhiều thời gian. Củ loa Ribbon Twitter này có đường kính 25x32mm, đảm bảo mang lại các giải âm cao ngân lên và kết thúc rất nhanh, rất mạnh mẽ và tức thời mà không bị khô hay quá chói, cũng như cảm giác âm trường rộng lớn và sâu hơn, tạo cảm giác như đang được nghe những âm thanh ở ngoài đời thực. Đối với củ loa midrange sử dụng sợi thủy tinh để làm vật liệu màng loa, núm củ loa được làm bằng nhôm đặc, có tác dụng đảm bảo các giải âm trung không bị thêm nhiều màu, đồng thời giữ nguyên độ chi tiết của âm thanh. Cuối cùng là hai củ loa woofer đều có màng loa được làm bằng sợi dệt, cuộn vôi coi chịu được nhiệt độ cao, sử dụng nam châm kép khá lớn để làm motor sẽ làm tròn nhiệm vụ tái hiện các giải âm trầm một cách xuất sắc. Có thể giải trầm của loa Emotiva Emoti C1 không sâu, nhưng đối với mỗi loa center thì không quá chú trọng đến âm bass, nên với mức 50Hz thì người dùng có thể chấp nhận được. Đối với giải trung và giải cao của loa Emotiva Emoti C1 thì được thực hiện khá tốt. Người chơi sẽ cảm nhận được sự rộng mở của các giải âm cao, từ đó đem lại cảm giác thật chân thực và sống động cho từng cảnh phim. Từng hơi thở, tiếng tặc lưỡi, tiếng bước chân hay âm thanh của không gian ngoại cảnh như tiếng gió, tiếng lá rơi đều được tái hiện một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Sở hữu cho mình độ nhạy 89dB. Mẫu loa center Emotiva Emoti C1 sẽ phối hợp rất hiệu quả với nhiều âm ly trên thị trường trong khoảng công suất từ 75W đến 300W. Ở mức trở kháng 4 ohm, nhà sản xuất đã thực hiện các tần số ở hai mức là 550Hz và 2600Hz trong khoảng giải tần số mà mẫu loa center này có thể đáp ứng xuất sắc, đó là từ 50Hz đến 28kHz. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đang đau đầu vì không biết nên lựa chọn mẫu loa center nào trong tầm giá dưới 15 triệu đồng
để có được âm thanh chất lượng, thì Audio Hà Nội tin rằng Emotiva Emotive C1 sẽ giúp quý vị giải quyết được vấn đề này. Và chắc chắn những gì quý vị có được sẽ nhiều hơn so với sự đầu tư của mình. Thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.